Có. Ơ. Nóc 1. Anh thấy em ơi. Nóc 1 này. À, có mày, có một tim. Một tim luôn. Nó ra kho rồi. Em không ra kho đâu. Một thằng ra kho, hai thằng bên em. Có mấy thằng bò lạc ở hướng 300 này. Chết chưa? Thế là bên kho rồi em ạ. Để em bóc ha, để em bóc. À đây nè. Hướng nào ấy? Nó ra nè, nó ra. Ở góc cây nè, ở góc cây nè. Đúng rồi. Ôi, em qua luôn. Có người em ơi, một tim luôn. Tè, 9 phút. Ủa ơi, nó bắn kìa. Cho nó công lên. Trời ơi. Máu nước đi, máu nước phun lên. Chuẩn bị combat. Còn một ngay gần luôn. Góc 2. Được rồi. Cố đi, cố đi. Cứu này. Dự. Anh cả. Chưa thấy đồng đội đâu, có thể đồng đội ở đây bên khu nhà bên kia cơ. Chính xác. Em ơi, anh thấy kìa, hướng 280 này. Kìa. Một tí nhá. Vãi rồi, thằng này đi xin chết à? Ba viên đi mà không chết mày đau. Nó chạy như kiểu anh ơi giết em đi luôn đấy. Là thế. Anh nói chơi bình thường này. Treo cái đầu ấy. Cửa sổ nó bị lag à? Nó treo này. Này, ủa em ra được mà. Không, đây có cái cửa sổ này không trèo ra được này. What the fuck? À đây, em trèo rồi. Không trèo cửa đấy, trèo kiểu thường ấy. Trèo kiểu thường cơ. Đấy, trèo kiểu thường không ra được mà. Chứ nhảy ngồi để ra thì nó bị. Anh đi lên thật đi, em quay lại em rồi. Phải cả anh đi lấy thịt đi. Thế khác gì bỏ anh chết đi. Ok, anh đi đây. Này sao chơi? Em phải quay. Này em bố liều em ơi. Đưa cả về mò. Ui. Mày còn 249 thì chơi bầy đi. Leo đen. Ui anh Tám. Là sao em ơi? Hương đập 40, Hương đập 40. Để cho nó bắn đi, bắn thoải mái. Góc này okay. Góc. Bên này phát úp nhau thôi em ơi. Ờ. Sai lầm hướng 70. Em ơi đây này hướng 170 này. À, ok thế. Gốc cây hướng 165. Cái scope 8 này nó không cho nhỏ là được, khó nhìn quá. Còn scope 4 này. Ai ốp sau lưng luôn. Ok em ơi, thôi bỏ. Chí đẹp một tí. Đấy, nó bắn lại. Rồi bắn em đó. Đây, thấy không? 165. Ai nhiều nữa không? Cho em xin lót.
có ớ nóng một nước em ơi, nước đây đây bắn lúc làm sao, bắn lúc làm sao. Ok thấy ok anh nấu thằng ngốt rồi sau của nhà cái nhà phía sau. Anh em mà thấy lag F5 giúp mình nhá. Nãy giờ bị hoài à. Cả buổi chiều hôm nay, cả buổi livestream rồi. Thấy. Nó đang đấy đi, lên cứu, lên cao vật. Ui. Góc cây. Yếu một rồi. Yếu. Ui, nó lên đi. Ui đâu. Còn một hàng ở góc cây xe trên đồi anh. Lùi anh em, lùi. Okay. Góc cây trước mặt đấy. Không có em ơi. Có, em thấy. Cho nó chạy vòng qua đồi rồi. Chết luôn em ơi. Cứ em. Ok. Không có nó, không ghét luôn. Không vậy. Lên lút thằng kia đi. Nhưng mà anh lại bắn vào đầu rồi. Thôi anh em nhá. Thôi anh. Còn một thằng úp lại một đêm. Máu đi. Anh hết cả đạn 7 luôn rồi. Em có dư đạn 7 không? Đúng 3 viên trong súng. Anh thấy em ơi. Nó một này. Hướng 50. Từ anh, lượng mũ với giác cho chắc. Còn thính hướng 110 này. Anh đóng ở đâu ấy? Tít ở dưới hướng 25 đây. Đây một thằng này, hướng 100 này. Gốc cây. Nó vào hướng 80 rồi. Anh còn 3 viên nốt. Nó chạy kìa. Cho anh em ơi. 6 gốc cây 125 này. Gốc cây 100. Báo đi em, báo đi. Báo đi. Yếu rồi đấy, yếu. Gốc cây trước mặt mình luôn. Nốc tiếp, có thằng ở đâu nữa. Có một thằng đây em ơi. Từ nhà em chắc trái. Từ để đi cùng em ơi. Anh em nào lag F5 giúp mình. Rồi. À đây em ơi, hướng 65. Hướng 65, còn 2 viên nút. 22 đấy anh. Mày em ơi, bo chạy phải em ơi. Bo khép. Thằng này không có đạn 7 thôi. 25 viên đạn. Còn đạn 7 không em? Không anh. 25 viên. Một thằng. Cửa đấy đi. Chắc nó hướng bên 350 rồi. Không, nó ở ngay gờ đồi góc tay nè. Ừ. À, đây. Ồ, sau lưng luôn. Chạy nhanh đấy. Anh thấy này em ơi. Hướng 85 này.
Sao? 10 kill. Nãy giờ em đốc trực lần. Được rồi. Tao một rồi, 10 kill. Ủa, anh tắt lấy chim à? Đâu, lấy chim quay nó cứ bị lag hoài à. Quay quay vòng ngoài. Từ nãy giờ em vẫn đi lại bao lần à? Cả chiều nay livestream của mình nó cứ bị vậy hoài. Mời kia. Vãi các em bảo đừng bắn là sao?